Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chuyên mục Chuyện Tôi Kể trực thuộc kênh truyền thông Dòng Tên. Hôm nay chúng ta rất vui mừng được mời đến trường quay một sơ thuộc dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức. Và sơ như Phi Long cũng được biết thì là sơ đang tham gia chuyến thiện nguyện theo lời mời gọi của Tổng Giáo Phận tại Bệnh viện Ung Bướu 2. Và Phi Long thiết nghĩ rằng cái buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ rất là thú vị khi mà chúng ta được nghe một những chia sẻ của một người đã dấn thân cũng như là đã sống cái kinh nghiệm phục vụ các bệnh nhân F0 trong bệnh viện điều trị Covid-19. Và sơ là ai, sơ đã làm được việc gì và những kinh nghiệm thiêng liêng mà sơ đã có được trong quá trình phục vụ tại đây. Đó là cái nội dung của chương trình trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta cùng chào đón với sơ. Dạ, chúng con xin kính chào sơ. Dạ, chào thầy Phi Long và chào các bạn trẻ trong chương trình Chuyện Tôi Kể. Mình là Maria Phạm Thị Hoa thuộc hội dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức. Hiện tại thì mình cũng đang phục vụ đi trong chuyến thiện nguyện đợt 2 của Tổng Giáo Phận. Đang phục vụ tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 ở Thủ Đức. Và sơ cho con hỏi đó là như tụi con được biết đó là các sơ bình thường các sơ ở nhà là có rất là nhiều việc, ví dụ như là phải mở trường dạy học này, các sơ phải tham gia các cái công việc phục vụ giáo lý tại các giáo xứ, cũng như là các cái công việc không tên trong cộng đoàn nữa. Và khoảng thời gian vừa qua thì khi mà giãn cách xã hội đó là các sơ cũng phải tạm hoãn rất là nhiều công việc. Và con có một cái tò mò nhỏ, đó là không biết là các sơ đã suy nghĩ như thế nào và các sơ đã được thúc đẩy ra làm sao để mà có thể can đảm đáp trả lại lời mời gọi của Đức Tổng Giám Mục khi mà mời gọi các tu sĩ lên đường phục vụ cho các bệnh nhân Covid ạ? Điều đầu tiên khi mà đợt 1 thì mình có nghe được đăng ký để đi thiện nguyện thì mình cũng xin chị phụ trách là cho mình đi, bởi vì khi em nhìn trên các thông tin trên mạng rồi mỗi ngày người ta đều giống như là thông báo rồi những cái ca nhiễm trong ngày, rồi trên truyền thông truyền hình người ta có nói về các bệnh nhân Covid đang phải chiến đấu như thế nào đó, thì tự nhiên cảm thấy trong lòng giống như là mình muốn đi phục vụ cho người ta vậy đó, bởi vì họ vô trong đó thì không hề có người nhà người thân, thì tự nhiên mình cảm giác là bây giờ mình có thể giúp ích được cho người ta được chút nào thì mình giúp. Cho nên giống như là cái câu kinh thánh tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi đó, thì mình luôn luôn viết ở trên cái áo bảo hộ khi mà mình vô mình phục vụ các bệnh nhân, mình đều viết cái câu đó, thì giống như cái tình yêu của Đức Kitô tự nhiên thúc bách mình muốn cho mình giống như là dấn thân ra đi để phục vụ cho những người đang phải chiến đấu với cái dịch bệnh này. Thì mình đấy là muốn đi và rất ao ước và muốn được đi. Và không biết là khi mà trước khi mà mình đi tìm hiểu anh gọi đó sơ, là không biết là chuyên ngành của sơ học về ngành gì sơ nhỉ? Thực ra thì mình học về y, học về trung cấp y thôi, thì cũng biết một chút ít được về y. Thì đó cũng giống như là một động lực để mình vô để mình chăm sóc cho các bệnh nhân, bởi vì mình có một chút thì đó là chuyên môn rồi. Dạ thưa sơ, thì con với các bạn trẻ cũng tò mò đó là tại vì cái môi trường mà bệnh viện dã chiến này, những cái bệnh viện mà điều trị Covid-19 thì cái nơi đó không phải dễ mà mình có thể đi vào trong đó được để biết coi ở tình hình ở trong đó như thế nào, hoặc là người ta làm những cái công việc gì cho bệnh nhân ở trong đó. Và sơ là một người đã ở trong đó để mà phục vụ cho các bệnh nhân, thì không biết cái công việc chính yếu mà sơ phục vụ ở trong đó là những cái công việc nào và sơ đã giúp được những gì cho bệnh nhân ở trong bệnh viện. Thì giống như lúc nãy mình có nói là mình học về chuyên ngành y, thì lúc đầu vô thì họ chọn những người mà có chuyên ngành RAM ra để họ đưa ra một cái khoa, và họ chia những người mà có chuyên ngành ra theo ca tuyết của họ là đi theo điều dưỡng, là tiêm chích rồi dịch truyền này kia. Thì lúc đầu á thì mình cũng có đi thử một ngày,
đi thử một ngày để làm công việc của điều dưỡng là chích thuốc rồi xem coi là bệnh nhân cần những gì á, rồi họ khó thở hay gì đó, mình có thể quan tâm rồi để có thể gọi bác sĩ đến để kịp thời để can thiệp cho họ, thay tã cho bệnh nhân. Rồi khi đến giờ ăn á, đến giờ ăn thì mình đi phát cơm cho bệnh nhân. Rồi những bệnh nhân nào mà họ không thể tự mình đút ăn được thì mình có thể tới mình hỏi là cô chú có cần mình giúp đỡ không, thì mình đến để mình giúp cho họ ăn. Rồi ăn xong rồi mình đi lấy rác ở các phòng bệnh, đầy rác rồi thì mình đi lấy rác, thu gom rác cho các phòng bệnh, rồi chà nhà vệ sinh, rồi xịt khuẩn này kia. Nhưng mà đấy là một thời gian hai tuần đầu mình làm vậy. Xong rồi chị điều dưỡng trưởng thấy trong khoa ấy, thì cần một cái ý là cần những người mà làm những cái công việc kiểm soát nhiễm khuẩn trong khoa, là có nghĩa là đi trên cồn, những cái cồn mà ở những cái chai cồn ở các cánh cửa của phòng bệnh, rồi ở những cái xe của các điều dưỡng. Mình chêm cồn để cho luôn luôn là có cồn ở trong đó, để khi mà mình phục vụ bệnh nhân thay tã này kia thì mình ra mình thay cái găng thì mình có cồn để mình rửa tay. Rồi kiểm tra cái bình oxy, để cho bình oxy nếu mà hết ấy, thì mình sẽ đưa xuống dưới chỗ khoa cấp cứu để đó, xong rồi gọi bình mới lên. Rồi đi rửa các bình mà hút đàm của những bệnh nhân mà nặng thì mình sẽ đi rửa, nhưng mà giống như là cũng để pha chloramin B để cho các nhóm của các ca khác trực á, để họ xịt khuẩn á, thì mình sẽ là người chịu trách nhiệm để pha luôn, bởi vì những người khác cũng có thể pha, nhưng mà có thể họ là nhiều người họ không biết cách pha, thì có thể là pha nhiều quá. Cái lượng nhiều quá thì khi mà lau hoặc là xịt phòng thì bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu với cái mùi nó nặng quá. Còn pha ít quá thì nó lại không có đủ lượng để nó chết cái con virus trong cái phòng bệnh. Cho nên chị điều dưỡng trưởng nhờ cái hai người là có chuyên môn á, là để đi làm những cái công việc đó. Thì hiện tại bây giờ thì là mình làm những cái công việc đó. Vâng. Khi mà nghe được những chia sẻ của Sơ đó thì con thấy ở trong cái môi trường của mình làm việc đó là rất là nhiều cái công việc, và Sơ phải mặc cái bộ đồ bảo hộ trong khoảng một thời gian rất là dài. Không biết là khi mà Sơ làm những cái công việc như vậy đó, Sơ tiếp xúc trực tiếp với những F0 như vậy, thì không biết là cái tâm tình của Sơ lúc đó như thế nào, không biết là Sơ có sợ bị nhiễm không ạ? Thật sự là khi mà có cái lời kêu gọi để đi thiện nguyện ấy, là mình đã không hề cảm thấy có một chút gì sợ cả. Cả ngay cả khi mà nghe các ca nhiễm ở đây ở kia hay là gần sát nhà rồi F1, F0 gì đó, mình không hề sợ nhiễm. Mà mặc đồ bảo hộ như vậy á, thì nhiều người nói là giống như là mình vẫn có thể nói chuyện với bệnh nhân, nhưng mà hạn chế, tại vì nhiều khi là bệnh nhân nói thì virus nó sẽ bay ra, rồi mình gần với bệnh nhân quá thì sẽ dễ bị á. Nhưng mà thật sự là mình không hề sợ, cho nên mình muốn cho bệnh nhân vui nữa, cho nên mọi người hay nói là mình nói nhiều. Cho nên cứ vô trong phòng bệnh của bệnh nhân là bắt đầu mình nói cười để cho bệnh nhân vui ấy, cũng không hề có một chút sợ hãi gì với bệnh cả. Vâng, vậy là Sơ cũng đã tham gia chiến dịch tình nguyện một thời gian rồi. Và với một cái, con nghĩ là với một cái kinh nghiệm là tu sĩ, với lại một kinh nghiệm là một tu sĩ trẻ nữa, thì sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm quý ở trong cái quá trình mình phục vụ tại bệnh viện, đặc biệt là trong cái bối cảnh Việt Nam bây giờ. Đi đâu chúng ta cũng nghe nói là về Covid-19, về những tang thương mà Covid nó đưa tới. Vậy thì không biết là cái kinh nghiệm nào mà Sơ có được, cái kinh nghiệm sâu sắc nào mà Sơ có được khi mà Sơ tham gia chiến dịch tình nguyện tại bệnh viện Ung Bướu 2 ạ? Thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà cái điều đầu tiên thì mình cảm thấy là kinh nghiệm đầu tiên là mình biết trao ban yêu thương cho những người bệnh. Bởi vì thật sự là khi vô trong đấy mình mới thấy là họ cần tình yêu thương như thế nào.
thì có thể là ở trong phòng bệnh cũng có những phòng bệnh 3 người, có những phòng bệnh 2 người. Nhiều khi mình ở bên gọi là bên công giáo, mình hay đi tìm những người có đạo để mình đến mình an ủi hơn. Có nghĩa là cái tự nhiên là nó là như thế, thì mình cảm thấy là mình hay nói chuyện hoặc là đi tìm những người mà mình quen biết, mình hay nói chuyện, nhưng mà đôi khi mình lãng quên đi những người bên cạnh á, thì cảm thấy nhiều khi mình cảm thấy là họ buồn ấy, họ tủi thân á. Thì ý là mình cảm thấy là mình cần giao ban yêu thương với tất cả mọi người. Khi mình nói chuyện với người này thì ý khi nói xong thì mình có thể qua từng giường, từng bệnh nhân một, thì mình hỏi thăm, chia sẻ, rồi động viên họ. Đó là cái điều tâm đắc nhất. Còn cái thứ hai á, là mình có thêm kinh nghiệm để chăm sóc cho bệnh nhân, hoặc là mai mốt mình làm gì đó mình có cái kinh nghiệm để chăm sóc cho những người mà họ không tự mình để phục vụ cho mình được. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe được những cái kinh nghiệm mà Sơ Thoa đã có được trong quá trình thiện nguyện. Quả thật mà nói, đối với một người trẻ và với tư cách là một tu sĩ nữa, khi mà chúng ta bước vào trong những cái chiến dịch tình nguyện như vậy á, xét về độ chuyên môn thì chúng ta không bằng các bác sĩ và y tá được rồi, nhưng mà xét về cái độ nhiệt huyết á, thì có thể các tu sĩ trẻ như chúng mình thì không thể cháy bằng các bạn sinh viên, các bạn trẻ cũng tham gia chiến dịch tình nguyện. Nhưng mà chúng mình vẫn bên cạnh những cái sức trẻ của tụi mình thì chúng mình còn có thêm một cái sức mạnh của Đức Kitô để trao ban cái sức mạnh đó cho những người bệnh. Và với cái kinh nghiệm mà Sơ có được á, đó là mình không có đi tìm những người công giáo không, mà mình chan hòa cái tình yêu đó đối với tất cả mọi người, và ai cũng được mình san sẻ một cái tâm tình, một cái lòng yêu mến như vậy. Và cái điều đó con cảm thấy rất là vui, và nó cũng giống như là một cái động lực dành cho các bạn trẻ khi mà tham gia vào trong đời sống hàng ngày, cũng biết đưa cái tình yêu của mình cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt người này người kia ghét mình hay thương mình. Và có một cái điểm nhỏ mà con muốn hỏi Sơ, và thật sự là các bạn trẻ cũng thắc mắc, đó là không biết là khi mà Sơ đi tham gia như vậy đó, thì chắc chắn là Sơ cũng sợ bị nhiễm rồi, chắc chắn là mình cũng ao ước là được phục vụ nhiều đối với các bệnh nhân rồi, nhưng mà không biết về cái đời sống thiêng liêng á, các cái ca làm nó kéo dài như vậy nó khiến cho sức lực của mình bị kiệt quệ đi. Vậy thì không biết là Sơ làm như thế nào, Sơ đã sắp xếp công việc của mình đã làm sao để Sơ có thể chu toàn vừa giờ thiêng liêng cho đời tu, mà cũng là mình cũng chu toàn cái công tác ở bệnh viện của mình. Tuy cái công việc việc nó nhiều thì mình cũng vẫn cố gắng là để chu toàn với các bổn phận, giống như những giờ thiêng liêng ở nhà mình thường làm thì mình vẫn cố gắng để chu toàn như vậy. Nếu mà không có thể được thì mình sẽ dành những cái giờ mà mình được nghỉ, hoặc là trong những việc mình làm mình hướng lòng mình lên Chúa, hoặc là mình dùng những lời nguyện tát trong những cái công việc của mình dùng những lời nguyện tát. Còn bình thường thì buổi sáng mình sẽ thay vì mình về mình mệt đúng không, thì mình hay ngủ nướng hoặc là ngủ thêm giờ gì đó để đến giờ của mình. Nếu mà buổi sáng thì tranh thủ để đi làm. Còn buổi chiều thường nếu mà giờ buổi chiều thì buổi sáng có giờ hơn, thì nhiều khi mình nghĩ mình mệt quá thì mình sẽ ngủ nướng thêm. Mình không, nhưng mà mình cố gắng để mình giống như là không có nuông chiều thân xác, dậy đúng giờ. Bình thường ở nhà cũng 4 giờ sáng dậy, thì mình ở đây mình cũng 4 giờ sáng dậy để đọc kinh sáng, rồi nguyện gẫm cầu nguyện gẫm với Chúa, xong rồi đi tham dự thánh lễ. Bình thường thì tham dự thánh lễ online,
xong rồi mình chưa tài các bộ phận xong thì tại vì bây giờ mình phải làm ca sáng không thì sẽ cũng không có nhiều thời gian, thì mình chỉ có thể chưa làm vậy. Nếu mà còn dư giờ nữa có thể lần hạt, lần chữ minh côi, rồi khi mà lên xe có thể là lúc đầu có thể trò chuyện với một số người, nhưng mà rồi khi mà xe lăn bánh thì mình sẽ lần hạt, mình sẽ trên đường đi mình sẽ lần hạt rồi cầu nguyện hướng về các bệnh nhân, hướng về những người thiện nguyện đã dấn thân hy sinh để đi ra tuyến đầu, rồi cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho thế giới. Vậy thì không biết là đến với chương trình Chuyện Tôi Kể của Truyền Thông Dòng Tên hôm nay thì không biết là sơ có một cái thông điệp hay là một cái chia sẻ gì dành cho các bạn trẻ không ạ? Thì giống như lúc đầu mình cũng nói cái động lực để cho mình đăng ký đi thiện nguyện đó là từ cái câu lời Chúa là tình yêu Đức Kitô thúc mắc tôi. Thì mình cũng muốn trao gửi cho các bạn cái thông điệp đó là hãy luôn để tình yêu Đức Kitô thúc mắc chúng ta, hãy ra đi khỏi chính mình, khỏi những nỗi sợ. Thật sự là nếu mà nghe về dịch bệnh này cũng tất cả ai cũng đều sợ mình sẽ bị nhiễm, rồi mình có thể vượt qua được cái dịch bệnh này hay không. Thì mình cũng trao gửi cho các bạn là hãy can đảm và dấn thân hết mình, bởi vì khi mà có Chúa rồi các bạn dấn thân thì Chúa sẽ ban sức cho các bạn, không có gì mà phải lo sợ cả. Thì chúc các bạn luôn vững tin vào Chúa và can đảm dấn thân hết mình với những lời mời gọi mà mình được mời gọi. Vâng, các bạn nghe sơ chia sẻ là rất là thiêng liêng đúng không ạ? Có Chúa là có tất cả. Vâng, vậy thì chúng con rất là cảm ơn khi mà sơ đã rất là nhiệt tình khi mà nhận lời đến với lại chương trình để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của mình nơi tuyến đầu chống dịch. Và những cái công việc của sơ là những cái điểm gợi hứng cho tất cả các bạn trẻ có thể suy nghĩ về cái dấn thân của mình trong xã hội cũng như trong giáo hội. Và biết đâu đó những bạn mà nghe được chương trình ngày hôm nay có thể tới tìm sơ Thoa để tìm hiểu ơn gọi của Mến Thánh Giá Thủ Đức, phải không sơ? Dạ. Và xin kính chúc sơ ngày càng triển nở hơn trong đời sống ơn gọi của mình, cũng như là can đảm và nhiều sức khỏe trong công tác chống dịch cùng với các y bác sĩ tại Bệnh viện Ung Bướu 2. Dạ, xin cảm ơn sơ. Dạ, cảm ơn thầy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một cuộc trò chuyện thú vị giữa Phi Long và sơ Thoa, một nữ tu rất là trẻ của Hội Dòng Bến Thánh Giá Thủ Đức. Ước mong sao những chia sẻ của sơ là những động lực để các bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn trong bối cảnh cụ thể và khó khăn của Việt Nam hiện tại bây giờ. Và một lần nữa, chúng mình xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.